Chào các em, thầy tiếp tục giải nít số 3 vi lông bích của lớp nít số 2 vi lông bích của khối lớp 8 vòng trường. Việc đầu tiên các em nhớ đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi nha, để lỡ mà cái kênh chính nó trục trặc á là các em vẫn tìm cách liên lạc với thầy được, và các em vẫn được học những bài giảng của thầy ở những vòng tiếp theo. Chứ nếu các em không đăng ký á, là đứt một phát là thầy với trò mình không thể tìm được nhau ở trên cái đại dương YouTube internet là bao la được. Thì các em muốn đăng ký kênh phụ của thầy, vô đây đăng ký ngay luôn. Bây giờ YouTube nó hay khóa kênh bất chợt lắm các em. Đây địa chỉ kênh dự phòng, các em lấy sổ tay ra các em ghi đi, buongnhanluon.wordpress.com. Các em vào đây cái chỗ địa chỉ kênh dự phòng là các em nhấp vô đây nha. Làm ngay đi, chỉ trong vòng có vài chục giây thôi các em làm ngay. Đó. Các em đăng ký luôn. Đó, rất nhiều bạn lớp 6, lớp 7 đã đăng ký rồi nè. Rồi lỡ nó đứt một phát thì các em vô kênh phụ đó, thầy vẫn ở trong đó. Trong thời gian chờ kênh chính nó khôi phục. Lớp 8, vòng 10, bài số 1. Các em chuẩn bị nháp vào máy tính bỏ túi nha. Em nào đã luyện những khóa học V81 và V82 của thầy rồi thì qua vòng trường nó khỏe re mà, 100 điểm là chuyện bình thường ha. Cái này thầy đã giải kỹ ở nít số 1 rồi nha. Các em coi lại. Cái này đạt được khi A bằng 2. Các em trở lại nít số 1, thầy giải kỹ lắm rồi. Số cạnh của đa giác có 27 đường chéo. Thì cái này trong khóa học V82 thì thầy đã luyện rất kỹ càng, không? Trong khóa học V82 thầy dạy về tất cả những bí quyết về đa giác n cạnh, thì trong đó nó có cái công thức là số đường chéo. Số đường chéo của một đa giác n cạnh đó, đó là n nhân cho n-3, không? N nhân N trừ 3 tất cả chia đôi. Đó là công thức tính số đường chéo của một đa giác N cạnh. Và theo đề thì nó bằng 27. Từ đây các em suy ra là N mũ 2 trừ cho 3N rồi bằng 54. Các em chuyển 54 qua vế trái luôn là bằng 0. Rồi các em dùng chức năng giải phương trình bậc 2. Trong khóa học V82 thầy đã dạy cho các em, các em tìm N nhanh chóng ha. Nhanh chóng nè, vòng vài nút nhạc thôi. 1, âm 3, âm 54. Vậy là bằng 9 và bằng trừ 6. Vậy thầy có là N bằng 9 và N bằng trừ 6. N bằng trừ 6 là không thể, số cạnh làm sao mà âm được. Vậy là bằng 9 thôi. Tiếp tục câu số 2. Số chữ số của anh này thầy giải ở nít 1 rồi. Thầy giải bằng kỹ thuật làm nhanh trong khóa học V81. Rồi giải bằng toán học cụ thể luôn ở nít 1, các em trở lại coi ha. Còn giờ thầy quên đáp án rồi, thầy tính lại trong vòng 3 nốt nhạc. Rồi 41 chữ số các em. Câu số 3. Tìm x lớn hơn 1 mà thỏa hai này nhân nhau bằng 0. Hai này nhân nhau bằng 0 thì x sẽ bằng 5 hoặc là x sẽ bằng cộng trừ 1 này. Vậy ta lấy số 5 lớn hơn 1 mà. Cái này thì x sẽ bằng trừ 4. X bằng trừ 4 thế vô đây là trừ 4, chuyển qua đây là 4, 1 là 15. 15 chia 3 được 5. 5 nhân trừ 4 là trừ 20. Câu hỏi số 7. Nhẩm luôn, x sẽ bằng 14. Tính giá trị của A trừ B. Biết rằng cái này ở nít 1 thầy có giải kỹ ha. Giờ thầy giải nhanh chứ không có giảng giải nữa. Các em trở lại nít 1 coi chi tiết. Còn giờ bây giờ thầy hướng dẫn nhanh thôi. Rồi giờ hướng dẫn nhanh bằng con đường toán học luôn cũng được. Rồi các em có thể giải nhanh như sau. Cộng tử dưới mẫu đi. Các em cộng cái tử lại là thành 3A
3A trừ 5 tất cả trên 3 bằng B. À, từ đây các em suy ra là 3A trừ 5 thì bằng 3B. Rồi chuyển qua 3A trừ 3B sẽ bằng 5. Như vậy là suy ra là 3 nhân A trừ B là bằng 5. Như vậy là bằng 5 phần 3. A trừ B bằng 5 phần 3. Còn nếu các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thì các em làm xong lâu rồi. Dùng chức năng tính, tính nhập giá trị đó, là bằng 5 phần 3 xong lâu rồi ha. Còn cơ sở toán học thì thầy vừa mới nói đó. Rồi cái này thì cũng dễ thôi. Cái này thì các em sẽ biến số 4 là thành 2 mũ 2 tất cả mũ 7x cộng 2. Cái bên kia là số 8 các em biến thành 2 mũ 3 tất cả mũ 4x cộng 4. Như vậy là nó sẽ thành 2 mũ 2 nhân cho 7x cộng 3, xin lỗi, cộng 2 bằng 2 mũ 3 tất cả nhân cho 4x cộng 4. Hai lũy thừa giống nhau phần cơ số mà bằng nhau, vậy suy ra hai số mũ phải bằng nhau. 2 nhân cho 7x cộng 2 sẽ bằng 3 nhân cho 4x cộng 4. Rồi từ đây mình tìm x thôi. Dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V81, tìm cho lẹ đỡ mất công. 27x cộng 2 3 4x cộng 4 4 x 4 nha. Đây. Rồi, cái bài này thầy đã giải kỹ ở nít số 1. Không? Các em trở lại nít số 1 coi. Còn nếu các em đoán thì nó không thể là số âm được. Thấy không? Thể là âm được. Em nào mà chưa đăng ký khóa học V81, V82 á, các em đăng ký trong trang web của thầy nè. Vô chỗ khai giảng các khóa luyện thi online ha. Thì vào đó có rất nhiều cái sự lựa chọn cho các em. Sắp tới em nào đậu vòng trường á, thì thầy sẽ luyện tiếp vòng huyện, vòng tỉnh ở bên này. Ha. Khóa V63, 73, 83, 93. Riêng khóa V92 này nè, thì thầy vẫn đang làm. Một số anh chị lớp 9 thì ráng chờ đợi một chút ha, đừng có nôn nóng ha. Các con giáp cái vòng này khó lắm các em. Rồi cái này các em bấm máy luôn cho nó khỏe đi. Hình như ở nít 1 thầy giải rồi á, nhưng mà đáp án thầy không nhớ nổi đâu. Dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy rất nhuyễn ở trong khóa học V81. Rồi x bằng 1 kìa. Con trâu tổng hai giá trị bằng 0. Nít 1 thầy giải rồi. Con khỉ. À bài này nít 1 cũng giải rồi. Chiều rộng 4 phần, chiều dài 7 phần. Như vậy 4 phần nhân 7 phần là thành 28 phần bình phương. Mà 28 phần bình phương thì bằng 700. Như vậy lấy 700 chia cho 28, vậy là bằng 25. Vậy phần bình phương là bằng 25, như vậy 1 phần là bằng 5. Chiều dài là 7 phần, 7 x 5 là 35. Con rồng giá trị nhỏ nhất thì bằng 45 ha. Có nhiều em là bị lừa. Có nhiều em là cho giá trị bằng 44 là chết đó ha, em nha. Nhiều em cho giá trị 44 là chết đó. Tại sao 44 là chết? Thì cái này trong khóa học V81, V82 thầy cũng đã có cái ví dụ tương tự vậy. Rất dễ bị lừa đúng không? Rồi thôi các em đỡ mất thời gian để giải những câu khó. Phân tích số 2016 ra thừa số nguyên tố. 2016 các em phân tích ra thừa số nguyên tố nè. Là nó sẽ bằng là 2 mũ 5 nhân 3 mũ 2 nhân 7. Rồi phân tích làm sao nhanh vậy thì trong V81 thầy dạy rồi đúng không? Vậy là có 3 loại thừa số nguyên tố, đó là 2
3 và 7 cộng lại cho bằng 12 các em nhé. Rút gọn, trời ơi dễ quá trời. Con mèo. Số dư của đa thức này khi chia cho đa thức này. Toàn mấy bài làm rồi không mà. Cái này nít 1 thầy giải rồi ha. Số dư bằng 0. Thầy giảng rất kỹ tại sao bằng 0 luôn. Các em trở lại nít số 1 coi. Con gà. Tổng các giá trị thỏa mãn. Cái này ở nít 1 thầy cũng giảng rất kỹ luôn. Chán quá, gặp toàn câu làm rồi không à. Ở nít 1 thầy giảng kỹ mà thầy không nhớ đáp án đó chứ. Cho nên thầy phải giảng lại. Thầy rút ít ra ngoài. À, thầy giảng lại theo cách khác. Ở nít 1 là thầy giảng một cách rồi. Ở nít này thầy giảng cách khác. Thầy rút ra x mũ 3 cộng cho 2x mũ 2. Rồi trừ cho x và trừ cho 2 bằng 0. Tới đây các em sẽ có hai bài toán con, nhất là bài x bằng 0 và thứ hai là cái bài này bằng 0. Thầy không có nói nhiều đâu nha. Rồi riêng cái bài này thì các em lôi ra giải riêng ra. Cái bài sau á thì các em sẽ suy ra dùng chức năng giải phương trình bậc 3 mà thầy đã dạy trong khóa học V81 nha. Các em thấy hai khóa học V81 và V82 thầy dạy các em không? Bây giờ các em hưởng lợi rất là nhiều không? Vô các em làm rẹt. Còn những bạn mà chưa biết thì sẽ rất là khó khăn. Rồi kết quả giải bài toán sau. Nó sẽ ra 1, trừ 1 và trừ 2. X sẽ thuộc 1 này, trừ 1 này. Và trừ 2. Đó là cách giải mà bằng kỹ thuật trong V81 các em nhé. Còn ở nít số 1 thầy giải theo kiểu toán học, biến đổi toán học ở lớp, tức là làm theo kiểu chưa học khóa học V81 vẫn làm được, nhưng mà nó hơi mất thời gian thôi. Còn giờ là các em học V81 rồi, các em giải ra nhanh ha. X bằng 0 với lại 3 này thì mình cộng lại, 0 thì bỏ, 2 này cộng lại bằng 0, như là bằng trừ 2 cộng 4 cái x đó lại bằng trừ 2 thôi. Con chó. Cái này ổng ở nít 1 tao làm rồi. Toàn gặp câu làm rồi không vậy? Rồi. Ở nít 1 thầy giảng rất kỹ. Mà ở trong khóa học V81 là thầy dạy về định lý Bayou đúng không các em? Thì số dư của đa thức bị chia khi chia cho đa thức chia thì nó sẽ được tính như sau. Chúng ta lấy nghiệm của đa thức chia thay vào đa thức bị chia rồi tính toán là xong. Nghiệm của đa thức chia là x bằng trừ 1 nè. Thế vô đây. Trừ 1 cộng 1 là hết, vậy còn lại 1 thôi. Đó. Đó là định lý Bayou và hệ quả của nó. Các em tham gia ngay khóa học V81 để biết ha. Để biết V81 là con chuột. Cái này dễ quá các em. Không nói nữa. Bình thường là 3A bình B cộng 3AB bình ha. Mình đặt nhân tử chung là được cái đó. Vòng số 3 cầu cho gặp câu là lạ, khó mới. Gặp mấy câu dễ quá. Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đi nha. Đăng ký kênh phụ đi. Lỡ kênh chính nó bị trục trặc là thầy gửi bài trên kênh phụ. Mà giờ các em không đăng ký là mai mốt kênh chính nó đứt, là các em không biết đường liên lạc với thầy đâu, khó lắm. Giống như tìm kim ở đáy đại dương, khó lắm. Vòng này khó nè. Số đo của một góc trong lục giác đều. Thì cái này hôm trước nít 1 thầy giảng rồi các em ha. Tổng số đo là 6 nhân cho 6 trừ 2, tổng số đo các góc rồi là chia cho 6. Đâu quá à, 6 trừ 2 nhân cho 180 rồi chia cho 6. Ở đâu ra công thức này thì tham gia khóa học V82 sẽ biết ha. 4 nhân 180 chia 6 120 các. 120. Cầu cho gặp câu mới, cầu cho gặp câu lạ. Hình vuông. Nít 1 làm rồi.
Trời ơi làm hoài. Trở lại nít 1 coi đi. Giờ thầy không nhớ đáp án thì tính lại nhanh. 4x trừ 1 sẽ bằng 15. Như vậy là x sẽ bằng 4. Yeah, 5 mũ 2 là 55. Cái này là bấm luôn. Toàn câu làm rồi không. Một nha. Ra một. Rồi cái này dùng chức năng tính ở trong khóa học V81 á. Bấm luôn. Hoặc là rút gọn nó kìa. Rút gọn này. Tổng hai lập phương thì bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Một cái tổng trên này rút gọn một cái tổng như này. Rồi cái bình phương thiếu của hiệu rút gọn như này là hết. Vậy cái này hết luôn. Còn ở dưới sẽ còn lại 2x cộng y. Đó. Rồi ở trên là còn cái 4x mũ 2 trừ cho y mũ 2 kia. Rút gọn tiếp thì nó sẽ bằng 2x trừ y. Ừ, dễ nhỉ. Bình phương thiếu nè với của chân tết à, đúng rồi, tổng bình phương thiếu của hiệu là rút gọn với trên này là còn một cái tổng, tổng rút với cái tổng nhân hiệu trên này là còn hiệu, đúng rồi. 2 nhân 1 phần 2 là 1. 1 trừ 2 là bằng âm 1. Rồi cái này các em làm cũng nhanh thôi. Không, mình quy đồng cộng tử dư mẫu. Quy đồng kia. Rồi cái phân thức thứ nhất là 4x mũ 2 để nguyên trừ 3x cộng 17. Mẫu bằng mẫu chung rồi. Phương thức thứ hai á là 2x trừ 1 ở trên tử, các em sẽ nhân với lại x trừ 1. Còn mẫu chung á là x mũ 3 trừ 1 nha. Rồi thầy chưa tính sổ cái phân thức thứ ba. Phân thức thứ ba là 6 trên 1 trừ x thì ở dưới thầy đổi lại thành x trừ 1. Xuất hiện dấu trừ thầy đẩy lên tử là trừ 6. Giờ thầy quy đồng luôn. Mẫu là x trừ 1 so với x mũ 3 trừ 1 là thiếu bình phương thiếu của tổng. Giờ thành x bình cộng x cộng 1. Đó. Rồi giờ cộng tử dư mẫu luôn. Cộng tử dư mẫu luôn. Đem qua đây luôn. Đó. Rồi bên kia bỏ. Vậy thôi. Rồi giờ em phá tung tử ra. Phá tung tử ra để rút gọn tử ha. Rồi 2x. 2x trừ 1 nhân x trừ 1 sẽ thành 2x mũ 2 nè. Trừ 2x nè. 2x mũ 2 trừ 2x. Trừ x nè. Giờ cộng cho 1. Còn cái trừ 6 nhân gió kia thì cũng dễ rồi. Đơn thức nhân đa thức thôi. Trừ 6x mũ 2. Trừ 6x. Trừ 6. Ở dưới chờ đợi. X mũ 3 trừ 1. Rồi giờ kem rút gọn. Rút gọn tử hết cỡ rồi. Ở tử kem nhìn nè. 4x mũ 2 mà đem cộng cho 2x mũ 2 là thành 6x mũ 2. Rồi lại trừ 6x mũ 2 là hết. Rồi trừ 3x. Trừ 2x là trừ 5x. Trừ x nữa là trừ 6x. Trừ 6x nữa là trừ 12x. Còn lại 17 cộng 1 là 18. 18 trừ 6 là thành 12. Rồi như vậy mình rút gọn ở trên tử, rút 12 ra thì ở trên sẽ còn lại là trừ x cộng cho 1. Ở dưới là phân tích ra là thành x trừ 1 nhân bình phương thiếu của tổng.
Về rút gọn kết quả sẽ bằng trừ 12. Trừ x cộng 1 với lại x trừ 1 là đối nhau. Rút gọn ra dấu trừ. Trừ 12 trên này. Rồi giờ các em bấm. Em bấm máy được rồi. Trừ 12 trên x mũ 2 cộng x cộng 1. Nhập x bằng trừ 1 phần 2. Nhập x bằng trừ 1 phần 2. Trừ 16 em. Đáp án là trừ 16 ha. Nếu x trừ y bằng 1. Rồi cái này là lúc để các em dùng cái chức năng rất hay mà thầy dạy ở V81 nè. Chứ không phải biến đổi nhiều đâu. Rồi ta có x mũ 3 trừ 3 lần x y trừ y mũ 3. Đó là cái thầy muốn tính. Các em nhập x đại đi. Nhập bao nhiêu cũng được. Còn y thì không nhập đại. Y là phải bằng x trừ 1. Vậy kết quả nó bằng 1 em. 1. Còn biến đổi toán học như thế nào thì các em xem lại khóa học V81 nha. Cái này nít trước mình có làm. Nít trước là ra là bằng âm 1 ha. Quay lại nít số 1 ha. Coi tại sao ra âm 1. Bài này thì em nào có những kỹ thuật giải phương trình bậc 2 mà thầy đã dạy ở V81 thì làm dễ. Giờ theo đề nè. Theo đề theo cái giả thiết người ta cho kìa. Theo đề các em sẽ suy ra là x sẽ bằng gì? Đây, 10x mũ 2 cộng 5x trừ 3 bằng 0. Mình thử giải coi. 10, 5, trừ 3. Ồ, kết quả không đẹp rồi các em ơi. Vậy bài này buộc phải... À, cũng được. Bài này làm cũng được, không sao cả. Bài này cũng làm bình thường, không sao cả. Để thầy giải bằng kỹ thuật trong V. Sắp tới thầy sẽ giải kỹ thuật này. Trong V81 thì thầy sơ xuất, thầy chưa dạy cái trường hợp không đẹp như thế này. Rồi lưu. Rồi giờ thoát ra ngoài. Bây giờ thầy ứng 3 x bình. Rồi đáp án nó ra rất đẹp, ra bằng trừ 3 cái. Nó bằng trừ 3. Còn giờ các em đang băn khoăn tại sao bằng trừ 3 đúng không? Tại sao bằng trừ 3 đúng không? Thì dễ thôi. Bây giờ mình biến đổi nè. P sẽ bằng phân số trừ 3. Thầy ghi là 9. Có ở trên phân tích được thành nhân tử không? Các tử phân tích được thành nhân tử không nhỉ? Dùng kỹ thuật trong khóa V82 phân tích cái tử thành nhân tử á. Không được. Vậy để nguyên. Vậy trừ 3 x mũ 2 trừ 1. Ở dưới là thầy ghi là 9 x mũ 2 trừ 1. Bây giờ các em làm cho nó bằng như cũ nè. Cái đề gốc là 3x mũ 2. Còn cái chỗ này trừ 3 nhân 9 á, là thành trừ 27 mũ 2. Vậy các em phải cộng cho 30x mũ 2 thì nó mới bằng như cũ. 30x mũ 2 trừ 27 thì nó mới ra 3x mũ 2 đúng không? Và tiếp tục. Cái đề gốc á, là có 15x mà chỗ này chưa có 15x. Vậy chỗ này các em phải ghi là 15x cái đã. Cái đề gốc là trừ 6 mà chỗ này trừ 3 nhân trừ 1 là bằng dương 3. Vậy chỗ này phải là trừ 9
Đó. Vậy nó sẽ bằng tiếp cái gì? Nó sẽ bằng, thầy tách ra thành hai phương thức riêng đi. Thầy tách thành hai phương thức riêng nha. Tách thành hai phương thức riêng, tổng hai phương thức. Nó này bỏ. Bên này bỏ này. Đó, các em hiểu tới đây giờ. Hiểu rồi đúng không? Bây giờ các em hiểu rồi thì cái thầy đi tiếp. Cái phương thức thứ nhất rút gọn là ra trừ 3. Đây nè, rút hai này giống nhau, rút còn trừ 3. Còn cái phương thức thứ hai á là ở trên tử á, các em phân tích nhân tử, các em rút được số số 3 ra ngoài. Ở trong sẽ còn 10x mũ 2 cộng 5x trừ cho 3. Ở dưới là 9x bình trừ cho 1. Đó. Vậy nó bằng trừ 3 cộng cho 0. Tại cái ngoặc đơn này bằng 0 mà. Đề cho nè. Đề cho cái ngoặc đơn này bằng 0. Chứ đâu phải tôi phỉ ra đâu. 0 nhân 3 là bằng 0. Rồi 0 phần cái gì cũng bằng 0 hết. Thì cuối cùng nó bằng trừ 3. Không? Đó, làm toán trên lớp thì phải làm như vậy đó. Nhưng mà tại sao thầy có cách làm tài tình và hay như vậy? Thì các em sẽ tham gia các khóa học tiếp theo. V83 là thầy sẽ luyện cho mấy kỹ thuật đó. Để còn thi vùng tỉnh nữa ha. Rồi cái này ở nít trước. Ở nít trước thầy đã giải rồi các em nhé. Ở nít trước là thầy giải rồi mà thầy không nhớ nữa chứ. Như nó là bằng, cuối cùng nó bằng 1 trên 1 bình trừ cho 1 trên 45 bình hay sao á. Em quay lại nít 1 coi đi. Thử nha. 1 trừ cho 1 trên 45 bình 2024 trên 2025. 2024 trên 2025. Đúng luôn, trí nhớ của thầy quá tốt. Rồi các em nhớ đăng ký ngay cái kênh phụ đi các em ơi. Các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi. Để lỡ có trục trặc gì á ở kênh chính á, thì thầy trò mình vẫn liên lạc được với nhau nha. Chứ không thôi các em không tìm được thầy nữa thì các em sẽ không được coi những cái video clip của thầy nữa. Và thứ hai, muốn thi vùng trường vùng huyện tỉnh tốt, các em hãy đăng ký ngay các khóa học V81 và V82 đi. Học phí rất là rẻ ha. Thì chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi. Còn học phí chủ yếu chỉ đóng cho nhà mạng thôi. Để họ duy trì cái cách giao tiếp giữa thầy với trò chúng ta. Ha. Rồi tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi cấp trường thứ 11 ha.